6 con giáp phất lên như diều gặp gió trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Xin chúc mừng những con giáp dưới đây bởi các bạn sẽ được đón nhận vận may trời ban trong ngày 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch. Trong ngày hôm nay, dù làm việc gì, các bạn cũng sẽ đạt được thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, tình duyên nở rộ, gặp hoa, hoa nở, gặp người yêu. Ra đường được quý nhân tương trợ, giúp đỡ, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu cả ngày không hết. Mọi sự hanh thông, tiền tình như ý. Xin chúc mừng các con giáp sau đây. Tý, Mão, Tỵ, Ngọ, Tuất, Hợi. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Tuổi Tý. Hôm nay là ngày mà công việc của tuổi Tý may mắn nhờ chính tài độ vận, đặc biệt là những bạn đang chú tâm vào công việc chính, có dấu hiệu tăng lương, nhận thưởng. Tính tình cần cù của con giáp này cũng khiến công việc tiến triển nhanh hơn những người xung quanh. Hôm nay bạn đã bắt đầu vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nếu không quá gấp gáp, hãy gác bỏ công việc sang một bên về với gia đình. Nhờ cục diện thủy sinh mộc nên tình cảm của tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chưa bao giờ là người sống ích kỷ nhưng cũng sẵn sàng gạt bỏ những người bạn keo kiệt. Sống không biết điều ra khỏi cuộc sống, không chơi được thì nghỉ chứ không nể mặt. Hôm nay tiền bạc không có trục trặc nên Tý có thời gian để nghỉ ngơi. May mắn hơn là có những người nợ sai bỗng quay lại xin lỗi và trả nợ cho bạn. Nhiều người có thêm nguồn thu nhập từ công việc tay trái như bán hàng dịp cuối năm. Tuổi này hôm nay nên mong cầu sức khỏe. Gần đây bạn ăn uống, ngủ nghỉ thất thường khiến sức khỏe giảm sút. Muốn kiếm được tiền thì cơ thể phải khỏe mạnh, đừng tham công tiếc việc. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Hôm nay công việc của tuổi Mão may mắn và suôn sẻ hơn nhiều người vì có chính quan trợ mệnh. Cũng trong ngày này, bạn nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến sẽ giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Tình cảm bình ổn, không có biến động như hai hành mộc tương hòa. Con cái ngoan ngoãn không phá phách làm khổ cha mẹ. Con giáp này đi đâu cũng được quý mến nhờ khéo ăn khéo nói. Nếu tâm trạng bạn vui vẻ, kết quả công việc mà bạn đạt được cũng sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Ngày cuối năm, những người tuổi Mão buôn bán còn được khách hàng cho lộc, hàng bán đắt, khách được giá, lại đem nhiều niềm vui và thu nhập không hề nhỏ những ngày này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Ngày mới thiên ấn trợ mệnh có lợi cho những bạn sắp lên chức làm quản lý hoặc làm chủ. Bạn có tiếng nói trong công việc, được mọi người xung quanh tin tưởng và khen ngợi khá nhiều mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, mặt tình cảm vì lâm tương hại nên có điểm báo xa cách chia ly. Con giáp này dễ phạm tiểu nhân hay phải sống xa nhà vì cơm áo gạo tiền, cô đơn và ít bạn bè thân thiết. Các cặp đôi đang yêu nên hạn chế cãi cọ, kẻo lại chia tay. Đừng tài lộc may mắn nhờ mộc sinh hỏa, con giáp này nỗ lực bằng chính khả năng của mình, chứ không phải chờ đợi người khác giúp đỡ. Tiền bạn làm ra mỗi ngày đều là đồng tiền sạch, về sau sẽ nhận được nhiều phước lộc. Sức khỏe của tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do thời gian này quá bận rộn với công việc mà mải mê kiếm tiền. Hãy chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Trình ấn chiếu vận có lợi cho chức vụ, quyền lợi của Ngọ trong công việc hôm nay. Bạn biết cách sử dụng kiến thức sẵn có của mình để tạo ra giá trị cho bản thân, chứ không cậy chức, cậy quyền. Nhưng muốn thành công có lẽ bạn cần nhanh nhẹn hơn nữa. Nhờ cục diện tương sinh, mộc hỏa nên Ngọ có được sự ủng hộ từ bạn bè và những người thân yêu. Bạn còn cảm nhận rõ được sự chân thành mà người ấy dành cho mình. Đây cũng là sức mạnh để bạn lạc quan, yêu đời hơn.
Được tam hợp nâng đỡ nên chuyện tiền nong có khởi sắc hơn hẳn mọi ngày. Kết thúc những ngày vất vả, hôm nay Ngọ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tự mua cho mình một món đồ yêu thích mà không cần sợ tài chính eo hẹp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Tử vi 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Tuất ngày hôm nay biết thấu hiểu mọi người xung quanh mình hơn, chỉ cần đủ nhạy cảm, tinh tế để quan tâm đến những người xung quanh mình một chút, bạn đã có thể có một ngày ý nghĩa hơn rất nhiều. Hôm nay có nhiều ý kiến trái chiều do ảnh hưởng của kiếp tài, người tuổi Tuất đừng để cảm nghĩ, lời nói cũng như đánh giá của người khác có tác động quá nhiều đến bạn ngày hôm nay. Đôi khi cách làm tốt nhất lại là tập trung vào công việc của mình và không quan tâm quá nhiều đến người khác. May mắn là vận tình cảm có tam hợp nâng đỡ nên sáng lạn hơn hẳn. Những người từng đi qua thương tổn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều chân quý. Mọi vết thương của bạn trong quá khứ sẽ sớm được chữa lành nhờ những người tốt. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Tử vi 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch dự báo, nhờ thiên tài chiếu mệnh nên những bạn tuổi Hợi hôm nay nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả việc phụ lẫn việc chính, thi thoảng dễ gặp may như là trúng thưởng, được khách khen hoặc là khen bất ngờ. Lưu ý dù may mắn đến đâu cũng nên khiêm tốn kẻo mất tài lộc. Nay bản mệnh hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp là nhờ vào lục hợp. Ở nhà hay ăn nói bộp chộp là vậy, nhưng khi ra ngoài đường, con giáp này cực khéo trong đối nhân xử thế, chẳng để ai chịu thiệt bao giờ. Nhiều thủy sinh mộc nên ngày hôm nay, tình hình tài chính của tuổi Hợi khá ổn định nên bạn không cần lo lắng quá nhiều. Bạn có thu nhập cao, đủ để trang trải cuộc sống và sắm sửa chuẩn bị đón năm mới. Tuổi Hợi cũng nên giữ chú ý ấm cho cơ thể, đề phòng bệnh cảm cúm, phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra, cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ, gây thương tích sẽ rất bất lợi trong những ngày cuối năm. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 20 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là thành đầu thổ. Ngày này thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi, tuyệt dậu, kỵ tuổi Nhâm Thân, Giáp Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.